Những ngày gần đây, nhiều diện tích nghêu nuôi của người dân tại khu vực bãi bồi ven cửa biển thôn Mây Lâm, xã Mây Phụ, huyện Lộc Hà và khu vực bãi bồi ven cửa sông Trầu Cái, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bỗng nhiên bị chết hàng loạt và chưa tìm được nguyên nhân. Ngày 2 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mây Phụ, huyện Lộc Hà cho biết, tình trạng nghêu chết hàng loạt được ghi nhận khoảng hơn một tuần gần đây. Người dân xã Mây Phụ nuôi nghêu nhiều tại khu vực bãi bồi ven cửa biển và đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì bỗng nhiên chết. Còn ở xã Mây Phụ có hơn 40 hộ dân tham gia nuôi nghêu theo hình thức chuyên lẻ và hợp tác xã, với tổng diện tích hơn 80 hectare tại khu vực bãi bồi ven cửa biển cũng gặp phải tình trạng tương tự. Trong đó nhiều hộ dân bị thiệt hại từ 60 đến 80%. Cùng ngày 2 tháng 9, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà cho biết, tại khu vực bãi bồi ven cửa sông Trầu Cái cũng xảy ra tình trạng nghêu nuôi của 19 hộ dân trong hợp tác xã bị chết hàng loạt với diện tích khoảng 20-30 hectare nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Lộc Hà và Thạch Hà đã xuống kiểm tra hiện trường lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra nguyên nhân. Trước mắt các địa phương đã đề xuất lên cấp trên xem xét để có các chính sách hỗ trợ kinh phí lãi suất vay ngân hàng để giúp người dân mua nguồn giống tái tạo sản xuất cho vụ tiếp theo.